áo dài, một kiệt tác nghệ thuật từ đôi bàn tay Việt, một giá trị vĩnh cửu của hồn dân tộc. Khi tình yêu thương được gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ, khi sự sẻ chia được hình thành từ ý thức tự hào dân tộc, đó là khoảnh khắc khi chiếc áo dài đến được với tất cả người dân Việt trên mọi miền tổ quốc, dù ở bất cứ nơi đâu hay trong hoàn cảnh sống nào. Áo dài quê hương cho em. Áo dài tri thức cho tôi. Áo dài viên mãn cho mẹ. Áo dài thành đạt cho anh. Áo dài vàng son cho đôi mình. Hay áo dài hạnh phúc cho những hoàn cảnh khó khăn, vì áo dài không của riêng ai. Người mẫu đại sứ áo dài Việt Nam, nơi nét đẹp của lòng yêu thương sẽ nâng tà áo Việt đến khắp muôn nơi.